xin chào tất cả các bạn đang xem kênh thái nhí vlog lời nói đầu tiên nhí xin gửi lời chúc sức khỏe và chúc tất cả các bạn có một ngày mới thật là nhiều niềm vui hôm nay nhí sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn một món chay rất là ngon đây là món đậu hũ chiên xả ớt món này ăn rất là ngon các bạn với cái cách làm truyền thống thì dầu mỡ rất là nhiều chúng ta ăn dễ bị ngán hôm nay nhí sẽ hướng dẫn một cái món đậu hũ chiên xả ớt ít dầu và đặc biệt cái xả chiên giòn ăn rất là ngon luôn các bạn chấm với tương ớt thì rất là tuyệt vời luôn để biết được cách của nhí hướng dẫn như thế nào thì bây giờ nhí xin mời tất cả các bạn cùng vào bếp để tham khảo cái cách làm của nhí đây là thành phần nguyên liệu để thực hiện cái món đậu hũ chiên sả ớt chay nhí có chuẩn bị là 150 g xả xả này thì mình lột mình lấy cái lỗi non nha các bạn hai trái ớt sừng không cay và 6 miếng đậu hũ với cái cách làm hôm nay thì cái xả này mình làm rất là giòn luôn và các bạn có thể áp dụng cái cách này để mình chiên cái xả này mình bỏ trong hũ để dành mình ăn chay rất là ngon luôn đầu tiên thì mình sẽ cắt đậu hũ với cái đậu hũ như thế này thì mình sẽ cắt làm sáo mình canh cái miếng đậu hũ nó vừa phải nó đẹp nó vừa miệng là được các bạn một chút nữa thì nhí sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cái cách mình chiên đậu hũ nó giòn mà nó không có bị khô nếu các bạn không biết chiên thì cái đậu hũ này nó dễ bị khô và ăn rất là dở sau khi mình cắt đậu hũ xong thì mình sẽ chuyển qua cái công đoạn là mình sẽ cắt xả với cái xả cây này thì các bạn lột một hai lớp bên ngoài để mình lấy cái phần lỗi non và mình cắt mỏng vừa phải không quá dày cứ như thế thì mình sẽ cắt hết cái phần xả này tiếp theo thì cái phần ớt sừng này thì mình sẽ bỏ phần hột sau đó thì mình sẽ cắt sợi và mình sẽ sắt nhỏ lại và bạn nào thích ăn cay thì mình sẽ cho thêm ớt cây nha phần ớt này mình cắt nhỏ xong thì bây giờ mình sẽ cho chung với cái phần xả cây Bây giờ thì mình sẽ tẩm ớt Mình cho vào đây 1 phần 3 muỗng cà phê bột ngọt 2 muỗng nước mắm chay Sau đó thì mình sẽ trộn đều lên cho hai cái hỗn hợp này nó ngấm gia vị Tiếp theo mình cho vào đây 1 phần 3 muỗng cà phê bột nghệ Và bây giờ mình cũng sẽ trộn đều lên Và sau cùng thì mình cho vào đây 2 muỗng cà phê bột chiên giòn và bây giờ thì mình sẽ trộn đều lên và mình sẽ đi chiên cái phần xả này. Với cái cách làm như thế này thì các bạn chiên cái phần xả lên thì nó rất là giòn và nó rất là thơm luôn và chúng ta ăn kèm với đậu hũ hoặc là chúng ta ăn với cơm trắng cũng rất là ngon. Sau khi trộn xong thì mình sẽ chuẩn bị chảo dầu để mình chiên luôn các bạn. Bây giờ thì mình cho dầu vào chảo nè và mình đợi cái phần dầu này nó sôi nó nóng lên thì mình sẽ cho cái phần xả này vào. Sau đó mình dùng đũa mình đảo nhẹ để cho cái phần xả này nó rời ra, nó không có bị vón cục lại. Và các bạn lưu ý các bạn chiên xả này thì mình sẽ chiên lửa lớn. Như vậy thì cái phần xả nó mới giòn lâu nha. Nếu mà cái lượng xả nhiều quá thì các bạn chia làm hai làm ba lần chiên. Như vậy thì nó đủ độ nóng thì cái xả nó sẽ giòn rất là lâu. Khi thấy cái phần xả nó vàng như thế này thì mình sẽ vớt ra và mình để vô khăn giấy cho cái phần xả nó thấm dầu. Tương tự tiếp theo thì mình sẽ chiên cái phần đậu hũ với cái cách chiên đậu hũ thì cũng rất là đơn giản mình sẽ chiên lửa lớn cũng giống như chiên xả vậy đó các bạn và khi mình cho đậu hũ vào thì mình sẽ dùng đũa mình đảo nhẹ để cho cái phần đậu hũ này nó không có dính lại với nhau nếu các bạn chiên đậu hũ mà chiên lửa nhỏ thì cái đậu hũ nó sẽ bị khô và nó bị chay ăn rất là dai luôn và khi thấy cái phần đậu hũ nó vừa vàng như thế này thì mình sẽ vớt ra cách chiên như vậy thì khi mình ăn cái phần đậu hũ ở trong nó còn mềm rất là ngon nó không có bị khô Bây giờ thì mình sẽ phi một ít hành tím, một ít tỏi với lại một ít ớt cho cái nguyên liệu này nó thơm. Sau đó mình sẽ cho một ít xả chiên giòn vào. Và mình sẽ niêm vào đây một chút xíu bột ngọt, một chút xíu đường và một chút xíu bột niêm chay. Bây giờ thì mình sẽ mở lớn lửa và mình sẽ đảo đều cho gia vị nó hòa tan. Và bây giờ thì mình cho đậu hũ vào. Sau đó thì mình sẽ trộn đều lên cho cái phần đậu hũ này nó ngấm gia vị với cái món ăn đậu hũ chiên xả chay này thì các bạn làm lạc thiệt là lạc thôi không được mặn nha món này thì chúng ta có thể ăn kèm với lại nước tương nè hoặc là tương ớt còn bạn nào mà ăn mặn thích ăn với lại mắm tôm hoặc là một số gia vị khác thì cũng rất là ngon nha bây giờ thì mình sẽ cho cái món đậu hũ này ra dĩa các bạn xong rồi rất là ngon các bạn thơm lắm luôn nhí sẽ chuẩn bị một ít xà lách nè mình lót dưới dĩa để tạo cái màu sau đó mình cho đậu hũ lên và cuối cùng là mình cho cái phần xả chiên giòn lên. Rất là ngon các bạn ơi. Đây là món đậu hũ chiên xả ớt chay và cái cách làm thì ít dầu mỡ nè và đặc biệt cái xả chiên rất là giòn ăn rất là ngon. Nếu các bạn yêu thích cái món ăn này thì nhớ để lại cho nhí xin một like hay giúp nhí chia sẻ cái thông tin này cho bạn bè gần xa được xem và bạn nào lần đầu tiên đến với kênh thì nhớ cho nhí xin một lượt đăng ký kênh nha để nhí có nhiều động lực chia sẻ nhiều cái món ăn ngon hơn để phục vụ cho tất cả các bạn. Còn bây giờ thì Nhí xin mời tất cả các bạn cùng thưởng thức nha Mình sẽ ăn với tương ớt các bạn Rất là ngon luôn các bạn ơi Mời tất cả các bạn Rất là ngon các bạn Bây giờ mình ăn thêm một miếng xả chiên giòn nè Khi mình ăn vào cái phần xả nó giòn gụm luôn các bạn Và nó rất là thơm Tại trong xả mình có thêm một ít bột nghệ nè Mình tạo cho cái món ăn nó dậy cái mùi lên các bạn Như vậy rất là ngon nha Bạn nào mà ăn chay thì đừng bỏ qua cái món này Nhớ thực hiện cái món này để chúng ta có những cái món ăn chay thay đổi khẩu vị nè, giúp đỡ ngán ít dầu mỡ. Nhí chúc cho tất cả các bạn thực hiện cái món đậu hũ chiên xả ớt chay, xả chiên giòn thật là ngon, thật là thành công. Còn bây giờ thì nhí xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo. Bye bye các bạn.